Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học bài tập đọc Sơn tinh thủy tinh, sách giáo khoa tiếng Việt trang 60 61. Các em hãy quan sát bức tranh và đoán xem bức tranh vẽ gì. Bức tranh trên vẽ về một cuộc chiến đã kéo dài hàng nghìn năm của hai vị thần Sơn tinh và thủy tinh. Họ là ai và nguyên nhân của cuộc chiến đấu này là gì thì chúng ta cùng tìm hiểu qua bài tập đọc ngày hôm nay. Sơn tinh thủy tinh. Đây cũng chính là một truyền thuyết từ xa xưa của dân tộc ta đấy các em ạ. Bây giờ các em hãy chú ý lắng nghe cô đọc mẫu toàn bài và chú ý cách ngắt nghỉ trong câu. Sơn tinh, thủy tinh. Hùng vương thứ 18 có một người con gái đẹp tuyệt trần, tên là Mỹ Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi. Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn công chúa. Một người là Sơn tinh, chúa miền non cao. Còn người kia là thủy tinh, vua vùng nước thẳm. Hùng vương chưa biết chọn ai, bèn nói: ngày mai ai đem lễ vật đến trước thì được lấy mỹ nương. Hãy đem đủ 100 ván cơm nếp, 200 nẹp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao. Hôm sau, Sơn tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về. Thủy tinh đến sau, không lấy được mỹ nương, đùng đùng tức giận, cho quân đuổi đánh Sơn tinh. Thủy tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn. Nhà cửa, ruộng đồng chìm trong biển nước. Sơn tinh hóa phép, bốc từng quả đồi, rời từng dãy núi, chặn dòng nước lũ. Thủy tinh dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn tinh lại nâng đồi núi cao lên bấy nhiêu. Cuối cùng, thủy tinh đuối sức, đành phải rút lui. Từ đó, năm nào thủy tinh cũng dâng nước đánh Sơn tinh, gây lũ lụt khắp nơi, nhưng lần nào thủy tinh cũng chịu thua. Theo truyện cổ Việt Nam. Khi đọc bài này, các em chú ý đoạn 1 là đoạn giới thiệu truyện, nên các em cần đọc với giọng thong thả, trang trọng. Đoạn 2, lời vua Hùng, đọc với giọng dõng dạc, trang trọng, chú ý nhấn giọng ở các từ chỉ lễ vật. Đoạn 3, tả lại cuộc chiến đấu giữa hai vị thần, đọc giọng cao, hào hùng, chú ý nhấn giọng các từ ngữ miêu tả cuộc chiến đấu ác liệt của hai vị thần. Các em hãy tự luyện đọc nhiều lần bài này nhé. Khi luyện đọc, các em chú ý đọc đúng các từ sau. Thứ nhất là từ tuyệt trần. Với từ này, các em chú ý phát âm rõ vần tuyết trong tiếng tuyệt. Tuyệt trần. Từ thứ hai là từ cuồn cuộn. Các em cũng phát âm đúng vần uôn. Cuồn cuộn. Từ thứ ba là từ đuối sức. Các em chú ý vần uôi trong tiếng đuối. Đuối sức. Ngoài ra, các em cũng chú ý nhấn giọng và ngắt nghỉ hơi cho đúng khi đọc các câu văn dài như sau. Câu thứ nhất, hãy đem đủ 100 ván cơm nếp, 200 nẹp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao. Ở câu trên, các em cần chú ý nhấn giọng ở các cụm từ chỉ lễ vật như 100 ván cơm nếp,
200 nệp bánh chưng, 9 ngà, 9 cựa, 9 hồng mao. Với câu tiếp theo. Từ đó, năm nào thủy tinh cũng dâng nước, đánh sơn tinh, gây lũ lụt khắp nơi, nhưng lần nào thủy tinh cũng chịu thua. Với câu này thì ngoài các từ cần nhấn giọng như dâng nước, lũ lụt, khắp nơi, chịu thua thì các em chú ý cần nghỉ ngắn sau từ khắp nơi. Chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc. Để chuẩn bị cho phần tìm hiểu bài thì các em cần tìm hiểu nghĩa của các từ sau. Từ thứ nhất, cầu hôn, tức là xin lấy người con gái làm vợ. Từ thứ hai là lễ vật, tức là đồ vật để biếu, tặng, cúng. Đây chính là lễ vật các em ạ. Ván là tấm gỗ phẳng và mỏng để bày thức ăn lên. Đây chính là ván các em ạ. Từ tiếp theo, nẹp hay còn gọi là đẹp là đồ đan bằng tre nứa để đựng thức ăn. Đây là nẹp bánh chưng. Từ tiếp theo, ngà là răng nanh của voi mọc dài chìa ra ngoài miệng. Đây chính là ngà voi các em. Từ tiếp theo, cựa, móng nhọn mọc ở sau chân gà trống. Đây chính là những cái cựa của con gà trống. Từ cuối cùng là hồng mao hay chính là bờm ngựa. Ngoài ra, cô muốn giải thích thêm cho các em nghĩa của từ kén trong câu nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi. Thì kén ở đây có nghĩa là lựa chọn, tức là vua muốn chọn cho con một người chồng tài giỏi. Các em vừa tìm hiểu nghĩa của các từ trong bài. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài qua phần trả lời các câu hỏi nhé. Vua Hùng Vương thứ 18 có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần tên là Mỹ Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi. Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn công chúa. Vậy họ là ai? Các em hãy trả lời câu hỏi số 1. Những ai đến cầu hôn Mỹ Nương? Các em hãy đọc kỹ đoạn 1 để trả lời câu hỏi này nhé. Đây là câu trả lời của cô. Hai vị thần đến cầu hôn Mỹ Nương là Sơn Tinh và Thủy Tinh. Sơn Tinh là chúa miền non cao hay chính là thần núi đấy các em ạ. Còn Thủy Tinh là vua vùng nước thẳm hay chính là thần nước. Cả hai chàng trai này đều tài giỏi, nhà vua chưa biết chọn ai. Vậy vua Hùng đã dùng cách gì để kén chồng cho Mỹ Nương? Các em. Hai, Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn như thế nào? Các em hãy đọc kỹ đoạn 2 để trả lời câu hỏi trên nhé. Và đây là đáp án của cô.
Hùng Vương đã yêu cầu ai mang đủ lễ vật đến trước thì được lấy mị nương. Vậy lễ vật vua Hùng yêu cầu gồm những gì? Đó là 100 ván cơm nếp, 200 nẹp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hổ mào đấy các em ạ. Lễ vật thật là đặc biệt đúng không? Vậy ai sẽ là người cưới được mị nương? Thì các em hãy trả lời tiếp nhé. Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón râu về. Thủy Tinh đến sau, không lấy được mị nương, nên đùng đùng tức giận cho quân đuổi đánh Sơn Tinh. Cuộc chiến đấu ấy diễn ra như thế nào? Các em hãy tìm hiểu để thực hiện yêu cầu ở câu số 3. Kể lại cuộc chiến của hai vị thần. Để làm được yêu cầu này, cô giúp các em trả lời qua các câu hỏi nhỏ sau nhé. Gồm có 4 câu hỏi nhỏ. Câu hỏi thứ nhất là Thủy Tinh đánh Sơn Tinh bằng cách gì? Câu hỏi thứ hai là Sơn Tinh chống lại Thủy Tinh bằng cách gì? Câu hỏi tiếp theo là cuối cùng ai thắng? Và câu hỏi cuối là người thua đã làm gì? Bây giờ chúng ta cùng đi vào trả lời các câu hỏi nhỏ này nhé. Thủy Tinh đánh Sơn Tinh bằng cách gì? Thì Thủy Tinh hô mưa gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn, khiến cho nước ngập cả nhà cửa ruộng đồng. Còn Sơn Tinh chống lại Thủy Tinh bằng cách gì? Sơn Tinh chống lại Thủy Tinh bằng cách thần bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, chặn dòng nước lũ, nâng đồi núi lên cao. Cuối cùng, ai thắng các em nhỉ? Đó là Sơn Tinh. Thủy Tinh thua, thì người thua đã làm gì? Thủy Tinh hàng năm dâng nước lên để đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt khắp nơi. Ghép các câu trả lời nhỏ này lại, thì các em sẽ kể được hoàn chỉnh cuộc chiến đấu giữa hai vị thần Thủy Tinh và Sơn Tinh. Các em hãy tự kể lại cho người thân nghe về cuộc chiến này bằng lời kể của bản thân nhé. Câu chuyện kể về cuộc chiến giữa hai vị thần trong truyền thuyết, nhưng qua câu chuyện cũng muốn nói lên một điều có thật. Các em hãy chọn một đáp án đúng nhất trong câu 4 nhé. Câu 4 như sau. Câu chuyện này nói lên điều gì có thật? A. Mị Nương rất xinh đẹp. B. Sơn Tinh rất tài giỏi. C. Nhân dân ta chống lũ lụt rất kiên cường. Các em sẽ chọn đáp án nào? A, B hay C? Các em hãy tự chọn đáp án cho mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng xem đáp án của cô nhé. Ở đây cô chọn đáp án C các em ạ. Chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh kể về cuộc chiến giữa hai vị thần, thần núi và thần nước. Nhưng qua câu chuyện trên cũng nhằm giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thủy Tinh ghen tức với Sơn Tinh gây ra. Và đồng thời cũng phản ánh việc nhân dân ta đắp đê chống lũ lụt. Việc nhân dân ta kiên cường
chống lũ lụt từ bao đời nay hoàn toàn là sự thật các em ạ. Còn các nhân vật như Mỹ Nương xinh đẹp hay Sơn Tinh tài giỏi thì có thể đúng với những điều kể trong câu chuyện, nhưng chưa chắc đã là những điều có thật, mà các nhân vật này có thể do trí tưởng tượng của nhân dân ta sáng tạo nên. Các em vừa trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Qua việc trả lời các câu hỏi này, chúng ta cũng rút ra được ý nghĩa của câu chuyện. Đó là chuyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do thủy tinh, ghen tức sơn tinh gây ra. Đồng thời phản ánh việc nhân dân ta đắp đê chống lũ lụt. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Các em hãy luyện đọc bài và tập trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa nhiều lần. Nhiệm vụ thứ hai là các em hãy chuẩn bị cho bài sau là bài bé nhìn biển nhé. Ngoài ra, cô còn có một nhiệm vụ dành cho các em, đó là ôn tập và thực hành các kỹ năng đạo đức đã học. Chúc các em học tốt. Cô chào các em.